Trong các di chứng hậu COVID-19, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ là vấn đề nhiều người gặp phải. Bạn có thể khó đi vào giấc ngủ, ngủ ít, ngủ không sâu, thức dậy sớm. Vậy vì sao người đã khỏi COVID-19 có thể phải đối mặt với những di chứng này? Hãy cùng thạc sĩ tâm lý Đặng Thị Thanh Tùng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec chia sẻ cách xử trí thế nào cho hiệu quả nhé! Một trong những cái yếu tố của hậu Covid để lại về rối loạn sức khỏe tâm thần nặng nề nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là về giấc ngủ, hay còn gọi là rối loạn mất ngủ. Trước Covid hoặc là trong Covid, chúng ta do cơ thể mệt mỏi và cơ thể của chúng ta có thể có những cái không được khỏe ban ngày, và chúng ta có thể là mất ngủ 1-2 buổi trên tuần, hoặc lâu lâu chúng ta mất ngủ một vài lần, thì nó là vấn đề rất là bình thường. Bởi vì là trong cuộc sống thì đối với những người già hoặc đối với những người có những cái công việc mà người ta cần phải làm nhiều thời gian thì nó cũng có những cái mất ngủ như vậy. Nhưng người ta có những cái vệ sinh giấc ngủ, nó có những cái phương pháp để người ta vượt qua. Tuy nhiên là sau cái hậu Covid này thì rất nhiều cái trường hợp mà nó rối loạn mất ngủ kéo dài. Đầu tiên thì cái rối loạn mất ngủ này là do cái triệu chứng trực tiếp từ Covid. Ví dụ do người ta ho này, do người ta đau đầu, do người ta sốt, ớn lạnh, thì nó gây đến cái việc là cơ thể người ta mệt mỏi và người ta không thể nào mà ngủ được, thì nó dẫn đến mất ngủ. Nếu cái mất ngủ này trong cái giai đoạn Covid từ 7 ngày cho đến 14 ngày mà khi mà giai đoạn người ta đang có vấn đề về bệnh thì nó cũng là bình thường. Tuy nhiên sau khi mà Covid đã qua đi rồi, cuộc sống thường nhật đã trở lại, nhưng mà cái mất ngủ này nó lại kéo dài. Cứ mỗi tuần thì người ta lại mất ngủ khoảng 3 đến 4 ngày, hoặc là người ta mất ngủ kéo dài 7 ngày, rồi là một tháng nó kéo dài như vậy, và dẫn đến cho cái người mà bị mất ngủ ấy, ban ngày thì không thể tham gia vào cái công việc học tập được, hoặc không thể tham gia vào cái công việc làm việc như bình thường được, hoặc là người ta sinh ra những cái khó khăn như là cáu bẳn với những người xung quanh, mệt mỏi, không thể nào mà gắng sức để tập trung vào làm bất cứ một công việc gì. Thì đây là cái vấn đề về rối loạn giấc ngủ mà chúng ta phải điều trị rồi ạ. Và lúc này thì người thân và bạn bè thì nhìn thấy những cái dấu hiệu này thì sẽ hướng dẫn người ta tìm đến các bác sĩ tâm lý cũng như là các cái chuyên gia về tâm thần để có thể thăm khám và đưa ra những cái chẩn đoán cũng như đưa ra những cái phương hướng điều trị tốt nhất cho họ để cải thiện cái tình trạng giấc ngủ này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên có thể là do các cái triệu chứng của Covid như là khó thở, như là mệt mỏi, đau xương khớp, như là đau đầu. Đặc biệt là những cái đặc trưng của Covid là mọi người hay bị ho, thành ra nó hay gây đến cái khó khăn cho người ta trong cái giấc ngủ buổi tối. Nguyên nhân tiếp đến nữa có thể là do về nguyên nhân tâm lý, do môi trường, do xã hội. Bởi vì sao? Covid kéo dài dẫn đến người ta lo lắng nhiều thứ. Cứ mỗi lần vào giấc ngủ thì lại nghĩ ra một cái viễn cảnh, hoặc là cái lo lắng về tương lai, lo lắng về công việc hiện tại, lo lắng về tài chính kinh tế và rất là nhiều cái lo lắng khác. Nên có thể là cái nguyên nhân mà làm cho cái tình trạng mất ngủ sau Covid nó trở thành một cái vấn đề rối loạn sức khỏe tâm thần và nó trầm trọng lên. Nếu như trong trường hợp rối loạn về mất ngủ này nếu chỉ diễn ra dưới 1 tháng thì chúng ta có thể là hướng dẫn người thân cái cách vệ sinh về giấc ngủ. Ví dụ như là người ta sẽ tránh các cái thiết bị điện tử trước khi đi ngủ này, hoặc người ta có thể thu xếp một cái giờ ngủ cố định và cái giờ ngủ để mà nó hợp lý. Ví dụ như là 10 giờ đi ngủ thì 9 giờ đã có thể là làm những cái công việc nhẹ nhàng và không liên quan gì đến cái thiết bị điện tử, không liên quan gì đến những cái gây kích thích, gây hưng phấn cho cơ thể, để người ta có thể đi vào giấc ngủ dễ. Hoặc là có thể là trước khi đi ngủ người ta tắm nước ấm này, trước khi đi ngủ người ta có thể ngâm chân nếu mà đối với người già khó ngủ này, và người ta có thể có những cái bài tập hít thở sâu, thư giãn, thiền. Người ta có thể nghe những cái nhạc nhẹ, thiền để người ta có thể đi vào giấc ngủ tốt hơn. Thì đấy là những cái vệ sinh về giấc ngủ đối với những người mà chớm có những cái khó khăn về rối loạn giấc ngủ. Còn nếu trong trường hợp mà cái vấn đề như tôi vừa trình bày mà nó kéo dài trên 1 tháng rồi và nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, thứ nhất là người ta uể oải mệt mỏi, người ta không mất ngủ kéo dài, người ta không muốn làm các cái công việc ban ngày nữa, cố gắng và gắng sức vẫn không hoàn thành được công việc của mình, và nó gây cho người ta khó chịu, bực bội với những người xung quanh, không hoàn thành công việc của mình được nữa, thì đấy là mình cần phải đưa đến bác sĩ tâm thần. Bởi vì ở đây các bác sĩ có thể có những cái hỗ trợ về mặt thuốc, bởi vì cái này nó liên quan đến cái mặt thần kinh, về mặt thần kinh, về giấc ngủ của họ và cái cơ chế về thần kinh, họ cần phải có thuốc để hỗ trợ. Và ngoài ra thì họ sẽ được hỗ trợ về những kỹ năng, kỹ thuật về mặt tâm lý, ví dụ như là về nghệ thuật, về yoga, về tâm lý trị liệu lâm sàng, để có thể hỗ trợ họ thay đổi cái thói quen đi ngủ, cũng như là hướng dẫn họ những cái bài tập hít thở sâu, những cái bài tập để mà người ta có thể
đi vào giấc ngủ một cách tốt nhất, làm cho tâm trí người ta giảm những căng thẳng, giảm những lo âu và để đạt được cái giá trị và để đạt được cái giấc ngủ tốt nhất ạ. Thì trên đây là những cái lời khuyên, những cái lời gợi ý để mà chúng ta có một cái giấc ngủ tốt, rồi chúng ta chiến thắng được những cái rối loạn về giấc ngủ sau hậu Covid mà chúng ta có thể gặp phải. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của VinMec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.